Hello, phần này chúng ta sẽ coi lại cái phép biến đổi một ma trận về ma trận bậc thang. Ví dụ, tìm ma trận bậc thang tương đương hàng với ma trận cho dưới đây. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, M, 12. Trong đó M là một hằng số nào đó thuộc R. Như vậy, ta biết rồi là chúng ta hoàn toàn có thể biến đổi do cái vị trí 11 này nó khác không nên ta phải biến đổi phía dưới của vị trí 11 này phải bằng không hết. Nhưng mà nếu mà để số 4 ở đây thì việc nhân chia cộng trừ nó hơi khó khăn. Và chính vì vậy nên trước khi chúng ta làm, chúng ta đổi cái con số 1 nằm ở vị trí 21 đổi lên trên. Muốn làm được chuyện đấy thì chúng ta phải đổi cả hàng 2 lên, đổi hàng 2 với hàng 1. Ta đổi hàng 1 và hàng 2 cho nhau thì ta sẽ được ma trận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12. Đây, bây giờ ta dựa vào phần tử khác không đầu tiên trên hàng 1 này biến đổi sao cho phía dưới này phải là các số 0. Thì ta sẽ làm như sau. Ta nhân trừ 4 vào hàng 1 cộng số hàng 2. Nếu mà nhân trừ 1 à trừ 4 vào hàng 1 cộng số hàng 2 thì cái vị trí 21 này sẽ bằng 0. Vậy hàng 1 không thay đổi, nhân trừ 4 cộng xuống và chỗ này sẽ là 0. Nhân trừ 4 sẽ trở thành trừ 8 cộng với 5 là trừ 3. Nhân trừ 4 trở thành là trừ 12 cộng xuống 6 là trừ 6. Rồi muốn cái vị trí 31 này bằng 0 thì chúng ta phải nhân trừ 7 vào hàng 1 cộng số hàng 3. Vậy trừ 7 cộng với 7 bằng 0. 7 trừ 7 nhân với 2 bằng trừ 14 cộng với 8. Vậy nó là trừ 6. Trừ 7 nhân với 3 là trừ 21 cộng với 9. Trừ 12. Xong. Muốn vị trí 41 này bằng 0 thì ta biết rồi, phải nhân với trừ 10. Trừ 10 nhân hàng 1 cộng vào hàng 4. Vậy vị trí này sẽ bằng 0. Trừ 10 nhân 2 trừ 20 cộng với M. M trừ 20. Trừ 10 nhân với 3 là trừ 30 cộng với 12 là trừ 18. Đúng nhỉ? Trừ 30 cộng với 12 bằng trừ 18. Đúng rồi. Như vậy, chúng ta đã biến đổi xong cái bước thứ nhất. Bước thứ hai, phía dưới phần tử khác không đầu tiên ở trên hàng 2 này thì phải là các số 0. Thế thì việc đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là ta có thể để nguyên cái hàng 2 này rồi nhân các số phù hợp để khử các phần tử phía dưới nó bằng không. Cái phía dưới cái phần tử 22 bằng không. Nhưng mà cũng có thể là do chúng ta nhìn thấy nguyên cái hàng 2 này là bội của 3 nên ta có thể nhân hàng 2 này với trừ 1 phần 3 thì ta sẽ được là 0, 1, 2. Đúng không ạ? Thế chúng ta sẽ làm động tác nhân trước đi, cho số nó nhỏ lại. Vậy chúng ta có thể biến đổi nhân trừ 1 phần 3 vào hàng 2. Như vậy, ta sẽ được ma trận là 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, trừ 6, trừ 12. Tất nhiên, cái hàng 3 này trừ 6, trừ 12 ta có thể nhân với trừ 1 phần 6, nhưng ta sẽ thấy là nó không cần thiết. 0, M, trừ 20, trừ 18. 1, 2, 3.
Đây, cái phần tử 22 bây giờ nó trở thành một phần tử này. Vậy muốn phía dưới nó bằng 0 thì chúng ta sẽ phải nhân 6 vào hàng 2 cộng xuống hàng 3. Thì chỗ này không, nhưng không vẫn không thay đổi. Thì nhân xuống cộng bằng 0. 2 nhân với 6 trở thành là 12 với trừ 12, tình cờ bằng 0 luôn. Rồi muốn vị trí M trừ 20 này bằng 0 thì chúng ta sẽ phải làm sao ạ? Nhân M nhân trừ M, tôi viết lại ha, trừ của M trừ 20 nhân vào hàng 2 cộng xuống hàng 4. Vậy cái vị trí này sẽ trở thành là không nhân gì đó vẫn bằng không thôi. Trừ M trừ 20 nhân vào cộng với M trừ 20, vậy nó bằng không. Đây, ta tính lại chỗ này ha. Chỗ này khi chúng ta nhân trừ M trừ 20 vào thì nó sẽ trở thành là trừ 2M cộng 40, đúng không ạ? Ta cộng xuống trừ 18 này thì nó sẽ trở thành là trừ 2M 18 với 18 với trừ 18 với 40 sẽ trở thành là 20 cộng 22. Đấy, phần tử nằm ở vị trí hàng 4 cột 3 này sẽ là trừ 2M cộng 22. Nhưng mà để như này thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy dạng bậc thang, bởi vì phần tử cái hàng bằng không này thì nó phải nằm phía dưới. Đến đây thì có thể coi được rồi, nhưng mà chúng ta vẫn tuân thủ theo đúng cái quy tắc, người ta cái khái niệm về ma trận bậc thang. Như vậy động tác cuối cùng chúng ta là đổi hàng 3 và hàng 4. Đổi chỗ hàng 3 và hàng 4. Như vậy, chúng ta đã tìm được ma trận bậc thang tương đương hàng với ma trận A đã cho.